chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 26 tháng 2 và ngày 27 tháng 2. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu xuống phía bắc nước ta, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, rút dần ra phía đông. Trên vùng biển phía đông Nam Bộ, gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 3 m, biển động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m85, xuất hiện lúc 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2. Thấp nhất âm 0m95, xuất hiện lúc 12 giờ ngày 27 tháng 2. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m66, xuất hiện lúc 10 giờ ngày 27 tháng 2. Thấp nhất 0m57, xuất hiện lúc 4 giờ ngày 27 tháng 2. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.